hôm 6 tháng 2 vừa qua đã xảy ra một thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đây được xem là trận động đất lớn nhất trong những năm trở lại đây, vì sự thiệt hại vô cùng lớn. Thảm họa đã gây ra hơn 50.000 người thiệt mạng, khoảng 164.000 tòa nhà bị đổ sụp hoặc hư hỏng nặng, đẩy người dân vào tình cảnh mất nhà ở. Tuy vậy, đây vẫn chưa nằm trong top những trận động đất lớn nhất trong lịch sử. Ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu về 5 trận động đất lớn nhất trong lịch sử nhân loại nhé! Đứng ở vị trí số 1 đó là trận động đất ở Chile năm 1960, còn được gọi là trận động đất Valdivia hoặc trận động đất Great Chilean. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất được ghi nhận trong lịch sử. Trận động đất xảy ra vào ngày 22 tháng 5 năm 1960 tại vùng đất Valdivia, Chile, với cường độ 9,5 độ Richter. Vào thời điểm đó, Chile đang trải qua một giai đoạn chính trị khó khăn với nhiều cuộc đảo chính và xung đột. Trước đó, vào tháng 5 năm 1960, một siêu bão đã đổ bộ vào khu vực và gây ra thiệt hại nặng nề. Nguyên nhân của trận động đất được cho là do sự va chạm giữa hai tấm đá Chile và Nazca, trong đó tấm đá Chile được đẩy lên trên tấm đá Nazca. Khi va chạm giữa hai tấm đá tăng lên đến mức tối đa, các tảng đá nóng chảy dưới bề mặt đất bắn lên và tạo ra các trận động đất liên tiếp. Trận động đất Valdivia là kết quả của một trong các trận động đất này. Trận động đất Chile năm 1960 gây ra những hậu quả đáng kinh ngạc, tổng cộng có khoảng 2.000 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Nhiều thành phố và làng mạc ở Chile bị phá hủy hoàn toàn, trong đó có thành phố Valdivia. Hậu quả của trận động đất cũng lan rộng sang các nước láng giềng như Argentina, Peru, Brazil và Philippines, gây ra những thiệt hại đáng kể. Trận động đất Chile năm 1960 còn gây ra một hiện tượng hiếm gặp là sóng thần tràn vào đất liền, khiến hàng nghìn người chết và một số làng mạc bị xóa sổ hoàn toàn. Hậu quả của trận động đất này còn kéo dài đến nhiều năm sau đó, với những vụ sạt lở đất và lũ lụt khiến hàng nghìn người mất tích và thiệt mạng. Đứng ở vị trí số 2 đó là trận động đất ở Alaska năm 1964, còn được gọi là động đất Great Alaska, một trong những trận động đất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Động đất xảy ra vào ngày 27 tháng 3 năm 1964, với cường độ 9,2 độ Richter, kéo dài trong hơn 4 phút. Bối cảnh của trận động đất bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều, khi một số dân cư tại Alaska đã nghe thấy tiếng động lớn đến nỗi có thể gây chấn động cả nhà cửa. Khi động đất bắt đầu, một lượng lớn tảng băng bị vỡ ra khỏi vùng núi băng tại Prince William Sound, tạo thành một cơn sóng thần khổng lồ. Nguyên nhân của trận động đất liên quan đến việc sự chuyển động của các tảng địa chất ở khu vực biên giới giữa Đại Dương Thái Bình Dương và Châu Mỹ. Sự đẩy lùi của tảng Thái Bình Dương đưa lên khu vực địa chấn ở Alaska, gây ra động đất lớn. Trận động đất Alaska năm 1964 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, với tổng số tiền bồi thường ở mức 2,3 tỷ đô la Mỹ. Trong số 131 người thiệt mạng, có 9 người chết vì sóng thần. Trận động đất đã gây ra tình trạng thiếu nước, gián đoạn giao thông và hủy hoại hàng trăm nghìn căn nhà. Hậu quả của trận động đất này đã kéo dài trong nhiều năm và tác động đến nhiều khía cạnh của đời sống của người dân Alaska. Đứng ở vị trí số 3 đó là trận động đất ở Sumatra, Indonesia năm 2004, và đây được xem là một trong những trận động đất tồi tệ nhất trong lịch sử, với cường độ 9,1 độ Richter và đã lấy đi hàng trăm ngàn sinh mạng. Trận động đất xảy ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 tại vùng ngoài khơi Sumatra, Indonesia. Đây là một trận động đất đáy biển, được gọi là trận động đất Sumatra Andaman. Nguyên nhân của trận động đất Sumatra Andaman được gây ra bởi sự di chuyển của hai tảng đá trên mặt đất, một phần của vòng lửa Thái Bình Dương. Sự va chạm giữa hai tảng đá này đã tạo ra một động lực lớn, khiến cho đáy biển phía trên chúng bị biến dạng và phát ra sóng thần. Trận động đất đã gây ra những hậu quả tàn khốc. Sóng thần đã tấn công nhiều khu vực ven biển của Ấn Độ Dương và Đông Nam Á, khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người bị ảnh hưởng. Nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề, gồm các tòa nhà, đường phố, cầu đường và các công trình cơ sở hạ tầng khác. Tổng số thiệt hại được ước tính lên đến 10 tỷ đô la Mỹ. Trận động đất Sumatra, Indonesia năm 2004 cũng đã làm nổi lên một sự quan tâm đặc biệt đến các chương trình cảnh báo sóng thần và đã thúc đẩy việc tăng cường các nỗ lực trong việc nghiên cứu, cảnh báo và ứng phó với những trận động đất và sóng thần tương tự trong tương lai. Đứng ở vị trí thứ 4 đó là trận động đất ở Tohoku, Nhật Bản vào năm 2011. Đây còn được gọi là trận động đất động Tohoku hoặc trận động đất Sendai, là một trận động đất mạnh xảy ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Trận động đất này được xếp hạng là động đất mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản, với cường độ 9,0 độ Richter. Trận động đất Tohoku xảy ra tại vị trí 70 km về phía đông bắc của thành phố Sendai, trên bờ biển đông bắc của đảo Honshu. Nguyên nhân của trận động đất này là do tấn công giữa hai mảng đá di chuyển, mảng Thái Bình Dương và mảng Okhotsk. Trận động đất này đã gây ra hàng ngàn người chết và mất tích, đồng thời gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế và đời sống của người dân. Sóng thần lớn đã xảy ra sau trận động đất,
gây ra thảm họa đối với các khu dân cư ven biển và các tàu thuyền. Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, một nhà máy điện hạt nhân ở miền đông bắc Nhật Bản, đã bị thiệt hại nghiêm trọng, dẫn đến rò rỉ phóng xạ và tình trạng khẩn cấp được tuyên bố. Trận động đất Tohoku đã được xem là một trong những thảm họa động đất và sóng thần tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới, với tổng thiệt hại ước tính lên đến 235 tỷ đô la Mỹ. Nó cũng đã dẫn đến các nỗ lực toàn cầu để cải thiện công nghệ dự báo động đất và sự chuẩn bị cho các thảm họa động đất và sóng thần trong tương lai. Đứng cuối cùng trong danh sách này chính là trận động đất ở Kamchatka, Nga năm 1952. Đây là một trong những trận động đất lớn nhất trong lịch sử. Động đất này xảy ra vào ngày 4 tháng 11 năm 1952, với cường độ 9,0 độ Richter và được ghi nhận là trận động đất mạnh nhất trong thế kỷ 20. Kamchatka là một vùng địa lý tại phía đông của Nga, được bao quanh bởi biển Okhotsk, biển Bering và đại dương Bắc Băng Dương. Vùng đất này có nhiều ngọn núi lửa và hoạt động địa chất, chịu ảnh hưởng bởi các biến động địa chất và chuyển động vỏ trái đất. Nguyên nhân của trận động đất ở Kamchatka, Nga năm 1952 được gây ra bởi sự xung đột giữa hai mảnh địa chất trên vùng biển Kurin. Một mảnh địa chất di chuyển dưới mảnh địa chất khác, tạo ra sự xung đột và tạo ra một lực lượng lớn đủ để gây ra trận động đất. Trận động đất kéo dài khoảng 4 phút và gây ra nhiều đợt sóng thần lớn. Những đợt sóng thần đầu tiên đã tấn công bờ biển Kamchatka chỉ trong vòng 10 phút sau khi trận động đất xảy ra, và sau đó chúng đã lan ra khắp Thái Bình Dương, tạo ra những đợt sóng thần tàn phá nghiêm trọng đến các khu vực xa hơn. Hậu quả của trận động đất này đã gây ra một loạt sóng thần khổng lồ, lan rộng từ Kamchatka đến nhiều khu vực khác trên thế giới như Hawaii, Alaska, California, Chile và New Zealand. Nó cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Kamchatka và các vùng lân cận, với nhiều ngôi nhà, đường phố và tài sản bị phá hủy hoặc bị thiệt hại nặng nề. Tổng số người chết do trận động đất này là 2 người. Trận động đất Kamchatka năm 1952 đã cho thấy rõ ràng sức mạnh khủng khiếp của động đất và sự tàn phá mà nó có thể gây ra. Trận động đất ở Kamchatka, Nga năm 1952 là một trong những sự kiện địa chất kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người, và làm cho thế giới bắt đầu thực hiện các biện pháp khẩn cấp để phòng tránh và giảm thiểu tác động của các trận động đất trong tương lai. Trên đây là top 5 trận động đất lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Những trận động đất này không chỉ gây ra những thiệt hại về người và của, nó còn dấy lên hồi chuông cảnh báo về những biện pháp phòng chống và cải tạo sau động đất của các cấp chính quyền. Bạn nghĩ sao về mức độ thiệt hại của những trận động đất này? Đừng quên để lại cảm nghĩ bên dưới phần bình luận nhé!